Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình công thương phát sóng trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng tôi xin dành toàn bộ thời lượng để phát sóng phóng sự cần thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị, thưa các bạn, công nghiệp hỗ trợ là ngành công nghiệp nền tảng có ý nghĩa quan trọng quyết định đến việc dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, nâng cao năng suất và kỹ năng lao động, giá trị gia tăng, sức cạnh tranh cho sản phẩm. Theo các chuyên gia, công nghiệp hỗ trợ được coi là ngành sản xuất nền tảng của ngành công nghiệp chính yếu, thông qua việc cung cấp linh kiện phụ tùng và các quy trình kỹ thuật. Công nghiệp hỗ trợ không phải là ngành công nghiệp mang tính chất phụ trợ, mà là ngành xương sống của nền công nghiệp quốc gia. Trong điều kiện hội nhập kinh tế toàn cầu, công nghiệp quốc gia không thể tồn tại và phát triển được nếu không có ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển, bởi đây là yếu tố quyết định giá thành sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm cuối cùng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Ý thức rõ điều này, nhà nước đã tập trung nhiều nguồn lực cho phát triển ngành công nghiệp này nhằm xây dựng nội lực quốc gia và tự cường đất nước. Theo số liệu thống kê, hiện có trên 3.500 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, trong đó có khoảng 2.000 doanh nghiệp sản xuất phụ tùng, linh kiện và trên 1.500 doanh nghiệp sản xuất nguyên vật liệu cho ngành dệt may, da giày. Số doanh nghiệp này chiếm khoảng 4% tổng số doanh nghiệp của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tạo việc làm cho gần 600.000 lao động, với doanh thu thuần sản xuất kinh doanh năm 2018 ước đạt trên 900.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 11% cho tổng doanh thu của toàn ngành chế biến, chế tạo. Tuy nhiên, theo Bộ Công Thương, thực trạng chung của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam hiện nay là quy mô và năng lực của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ còn nhiều hạn chế, số lượng ít, năng lực sản xuất còn thấp, thiếu nguồn lực và công nghệ để nâng cao năng suất, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu. Các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong nước chủ yếu vẫn là linh kiện và chi tiết đơn giản. Các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có hàm lượng công nghệ cao vẫn chủ yếu do các doanh nghiệp FDI cung cấp. Tổng kết đã cho thấy là cái sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ mặc dù đã có được những cái nền tảng ban đầu và tạo ra những cái cơ sở để cho các ngành công nghiệp của chúng ta phát triển và đóng góp xứng đáng vào cho cái sự phát triển về kinh tế xã hội của Việt Nam và cũng như cái quá trình hội nhập. Nhưng tuy nhiên còn một khoảng cách rất xa và rất lớn so với cái yêu cầu cũng như là những cái cơ hội và cái thách thức đang đặt ra cho chúng ta. Và chính vì vậy thì để có một cái quan điểm toàn diện và có cái sự chỉ đạo kịp thời nhất quán thì Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo là cho Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Ngành phát triển công nghiệp hỗ trợ dựa trên những cái chiến lược công nghiệp mà Bộ Chính trị mới đây đã thông qua cũng như là hàng loạt các cái chính sách và các khung khổ pháp luật cơ bản mà chúng ta đã có. Ngành dệt may Việt Nam sau 20 năm liên tục phát triển với tốc độ tăng trưởng bình quân 15% một năm. Dệt may đã vươn lên thành ngành kinh tế mũi nhọn với doanh thu toàn ngành năm 2018 ước tính khoảng 40 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 36 tỷ đô la Mỹ. Tuy vậy, dù là ngành đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu, nhưng thực trạng ngành dệt may lại thiếu bền vững và dễ bị tổn thương. Một phần nguyên nhân là do công nghiệp hỗ trợ cho dệt may đang phát triển thiếu đồng bộ. Việc lệ thuộc quá lớn vào nguồn vải nhập khẩu khiến doanh nghiệp dệt may mất đi tính chủ động trong kinh doanh, hạn chế sự sáng tạo. Còn ngành dệt may lại khó thoát khỏi phương thức gia công tại phân khúc may vốn có giá trị sản xuất rất thấp. Ví dụ như 1 kg là 1 cân nguyên liệu là 2 đô. Nhưng mà từ cân nguyên liệu đấy tức là bông hoặc sơ chuyển sang đến sợ thì là 30 đô. Nhưng mà nếu ra cái vải thì là 1 cân là 10 đô. Nhưng mà nếu mà sang cái may thì chúng ta chỉ cần người ta đưa mẫu của chúng ta cung cấp được thì nó lên 24 đô rồi. Nhưng nếu chúng ta tự tạo ra bông thì là 36 đô 1 cân. Và thậm chí nếu tạo được thương hiệu thì có thể 100 đô thôi. Tức là từ 2 đô ban đầu. Nhưng do chúng ta không làm được vải thì chúng ta chỉ nhận được có 5 đến 6 đô thì ta không cho 1 cân thôi. Thì đây là cái mà chúng ta phải tập trung vào vải. Thì tôi cho rằng là nếu có được vải thì nó không chỉ làm cho ngành ta bền vững, nâng cao giá trị chủ động được mà nó lại còn giúp cho các ngành sợi đỡ bị tứ thắt như bây giờ. Hiện nay có 5 tỉnh cho phép làm ruộng. Nhưng mà trong 5 tỉnh cho phép làm ruộng thì lại rất nhiều tỉnh là chỉ cho tự nhuộm chứ không cho nhuộm gia công. Mà không có chúng ta công thì làm sao tạo ra liên kết chuỗi được. Thế thành ra, và có một số nơi là cứ nhắc thiết vật rằng người ta hiện nay gần đây có những công nghệ mới là nhuộm mà không cần được không tạo ra nước thải được một CO2. Thì một số địa phương bảo là nếu không có nước thải thì không phải là nhuộm, không cho nó luôn. Thế cái này là thật là vô lý. Thì kính mong
xem xét. Và cuối cùng ấy, thì để thúc đẩy chương trình này thì làm sao tạo điều kiện để nâng cao vai trò của hiệp hội cũng như hỗ trợ của chính phủ liên quan đến vấn đề xúc tiến đầu tư và hỗ trợ về đào tạo. Đáng chú ý là ngành điện tử cũng đang phụ thuộc rất lớn vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành điện tử tin học, viễn thông chỉ đạt 15%, điện tử chuyên dụng hay công nghiệp công nghệ cao là 5%. Tuy nhiên, hầu hết các linh kiện nội địa hóa đều do các công ty FDI cung cấp. Còn doanh nghiệp Việt Nam chỉ chủ yếu cung cấp vật tư tiêu hao, bao bì, in ấn, với giá trị rất nhỏ so với nhu cầu của thị trường. Hay đối với ngành sản xuất lắp ráp ô tô, tỷ lệ nội địa hóa với xe cá nhân dưới 9 chỗ mới đạt từ 7 đến 10%, trong khi mục tiêu đề ra là 40% vào năm 2005 và 60% vào năm 2010. Trong thời gian qua, thì với cái vượt khó trong cái bối cảnh chung, thì chúng tôi đạt cái tỷ lệ nội địa hóa cái xe bus là được khoảng 60%, xe tải khoảng 35-40%. Nhưng mà đối với xe con thì nó rất khó làm, thành ra là chúng tôi chỉ mới đạt được là 17-20%. Giai đoạn tiếp theo này, với cái nền kinh tế nó ổn định, thì tất nhiên thị trường nó sẽ ổn định và nó gia tăng. Đây là cái điểm mấu chốt của phát triển công nghiệp hỗ trợ. Và chúng tôi đưa ra một cái chiến lược là sẽ nỗ lực để phát triển cái công nghiệp hỗ trợ để gia tăng cái tỷ lệ hóa của xe con lên 40%. Mục tiêu của 40% chính là cái yêu cầu, cái điều kiện để có thể xuất sang các nước ASEAN để hưởng thuế suất 0%. Để làm được điều này thì chúng tôi sẽ đầu tư cái trung tâm nguyên vật liệu, rồi là thí nghiệm về vật liệu, rồi là các cái máy móc thiết bị lớn và các cái công đoạn gia công mà quy mô và đầu tư đối với các những nhỏ là không đầu tư được. Cũng như là cái trung tâm R&D nghiên cứu phát triển và cái trường cao đẳng nghề của chúng tôi thì tập trung đào tạo chuyên sâu hơn, và đồng thời sẽ kêu gọi các cái doanh nghiệp nhỏ trong cái ngành cơ khí đến để tham gia cùng làm. Thì hy vọng rằng với giải pháp này thì công nghiệp hỗ trợ sẽ phát triển trong thời gian tới. Tại hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh rằng cần mạnh dạn nhìn thẳng vào những tồn tại và bám sát các định hướng và mục tiêu tổng quát mà Bộ Chính trị đã đề ra. Cụ thể, đến năm 2020, Việt Nam phải có nhiều sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng được 45% nhu cầu thiết yếu cho sản xuất tiêu dùng trong nội địa, chiếm khoảng 11% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp. Có khoảng 1.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng cho các doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đến năm 2030, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng 70% nhu cầu cho sản xuất tiêu dùng trong nội địa, chiếm khoảng 14% giá trị sản xuất công nghiệp. Có khoảng 2.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng cho các doanh nghiệp tham gia vào các tập đoàn đa quốc gia. Với mục tiêu này, Thủ tướng mong Bộ Công Thương đóng vai trò dẫn dắt, phối hợp với các bộ ngành, chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên cả nước hưởng ứng chủ trương này. Tôi rất mong được nhất Bộ Công Thương. Cái việc thứ nhất là làm rõ hơn về vai trò các doanh nghiệp, các lớp sản xuất ô tô, các doanh nghiệp sản xuất máy tính, các điện thoại doanh nghiệp sản xuất di động, các doanh nghiệp may, giày da v.v. trong việc hỗ trợ dẫn dắt doanh nghiệp hỗ trợ của Việt Nam phát triển. Cái thứ hai, chủ trì nghiên cứu đề xuất của các trung tâm nghiên cứu phát triển này thành một chủ trương quan trọng. Cái này chúng ta cũng mới là chỉ nói. Cái thứ ba là phát triển các nghiệp hỗ trợ phải lấy thị trường khu vực và thế giới là mục tiêu phát triển để cạnh tranh. Có một rất thuận lợi là Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới và chúng ta đã xuất khẩu đây 200% trên cấp 2 lần GDP. Cái này thuận lợi, tầm nhìn nhận cao hơn, rõ hơn. Tất cả nghiên cứu phát triển đều phải đưa chủ trương này vào trong cái định hướng 5 năm hoặc 10 năm đến. Từ đó có thể mở rộng quy mô sản xuất, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh. Nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam theo chỉ đạo của Chính phủ,
Trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan, Bộ Công Thương cũng cho rằng cần đẩy mạnh hơn nữa việc nâng cao năng lực doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thông qua triển khai hiệu quả các chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp, các giải pháp tháo gỡ vướng mắc về tài chính. Đặc biệt, chú trọng công tác xử lý môi trường để khuyến khích các địa phương hợp tác và tiếp nhận những dự án doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố của mình. Bộ Công Thương đã, đang và sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển hơn nữa, đồng thời cũng mong tiếp tục nhận được sự hợp tác phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan tổ chức có liên quan để thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ, đạt được những mục tiêu định hướng mà chính phủ đề ra. Đối với Bộ Công Thương thì xác định một số các ngành công nghiệp trọng điểm ưu tiên và cần phải tăng cường cái sự phát triển và phát triển đột biến của công nghiệp hỗ trợ để mang lại những cái động lực thúc đẩy cho phát triển chung của công nghiệp nói chung. Thế thì một số các ngành nghề chúng tôi đã xác định rất rõ và được chuẩn y và đồng ý của chính phủ. Ví dụ như là các ngành công nghiệp điện tử, công nghiệp ô tô, công nghiệp dệt may, công nghiệp da giày và công nghiệp các cái ngành năng lượng vân vân. Thì đây đều là những cái ngành mà chúng ta có tiềm năng, có lợi thế và có được cái dung lượng thị trường. Và chúng ta tất nhiên có những cái thách thức từ cái quá trình hội nhập, nhưng vấn đề quan trọng là chúng ta phải biến những cái thách thức này trở thành ngược lại những cái cơ hội của chúng ta. Cụ thể nó như thế nào? Thách thức là rất rõ ràng khi chúng ta phải mở cửa và chúng ta phải đối nhập cạnh tranh. Nhưng nếu như chúng ta coi rằng đây chính là cơ hội để chúng ta tái cơ cấu lại các ngành công nghiệp của chúng ta và trong đó bao gồm cả công nghiệp hỗ trợ, thì tái cơ cấu đó sẽ cho phép chúng ta là tập trung vào những cái doanh nghiệp có hiệu quả. Trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế ngày càng sâu rộng và dưới tác động cạnh tranh quốc tế ngày càng quyết liệt, nhiều hạn chế về chất lượng của nền kinh tế đang dần lộ diện. Vấn đề cấu trúc lại nền kinh tế, lựa chọn mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại các ngành công nghiệp đang trở nên cấp bách nhằm phát huy cao nhất lợi thế của Việt Nam. Hướng tới phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hẹp khoảng cách với các nước trong khu vực. Trong đó, vai trò của các ngành công nghiệp và nhất là công nghiệp hỗ trợ được xác định là những trụ cột quan trọng nhất. Tuy nhiên, phát triển công nghiệp hỗ trợ cần quá trình tích lũy kỹ năng quản lý và sản xuất lâu dài, không thể có bước nhảy vọt nếu không có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhà nước. Nhà nước cần có chủ trương nhất quán, dài hạn, phân bổ nguồn lực đủ lớn để hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến, chế tạo đạt tới trình độ khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó, đưa ra các chính sách phát triển thị trường công nghiệp hỗ trợ như thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp hạ nguồn, công nghiệp vật liệu, cũng như thu hút đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Hơn nữa, ngoài các giải pháp hỗ trợ về tài chính, phát triển khoa học công nghệ, cũng như nguồn nhân lực, còn cần thúc đẩy việc liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp đa quốc gia, công ty sản xuất và lắp ráp nước ngoài. Về phía các doanh nghiệp, không thể chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, mà phải chủ động trong đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và sản xuất, để từng bước giành được chỗ đứng trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Đây mới là những giải pháp căn cơ để bảo đảm sự phát triển ổn định của ngành công nghiệp hỗ trợ. Từ đó, tạo nền tảng quan trọng giúp nền kinh tế tăng trưởng bền vững trong dài hạn, củng cố nội lực, tự cường đất nước.